lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng nơi bốc phương vàng ca Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 dương lịch 2016, tức ngày 21 tháng 4 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bức thư của hai thượng nghị sĩ và sáu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ký tên chung gửi Tổng thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam. Thư của hai thượng nghị sĩ và sáu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ký gửi Tổng thống Obama bênh vực cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Thưa Tổng thống, chúng tôi cầu chúc Tổng thống thượng lộ bình an sang Đông Nam Á cuối tháng 5 này. Chúng tôi hy vọng và trông chờ sự hiện diện của Tổng thống trong vùng sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định cũng như cuộc hợp tác giữa hai quốc gia thêm bền vững. Do sự liên hệ với Việt Nam mà chúng tôi viết thư hôm nay gửi Tổng thống, tuyên ngôn nhân quyền quốc tế tái khẳng định rằng các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tôn trọng các nhân quyền và phẩm giá cơ bản thích đáng cho con người. Hơn nữa, cả hai bên đều chấp nhận rằng nhân quyền là chủ yếu trong việc thăng tiến và phát triển quan hệ thân hữu giữa hai quốc gia. Điều 18 đã được quy định về vị trí của quyền tự do tôn giáo. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm tự do theo hoặc gia nhập một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một cách riêng tư hay trong tập thể với nhiều người khác, công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, nghi lễ, thực hành và diễn giảng. Các quốc gia cam kết tôn trọng nhân quyền và pháp quyền đã cùng kết luận qua văn kiện Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết ngày 24 tháng 9 năm 1982, đặc biệt Điều 18 khoản 2 của Công ước về dân sự và chính trị quy định không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Chúng tôi tin rằng sự giam giữ dài lâu có khi gọi là quản chế tại chùa của vị tăng sĩ Phật giáo Thích Quảng Độ vi phạm những nguyên tắc nói trên. Vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm nay 87 tuổi được ân xá quốc tế, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Văn bút quốc tế và Sáng hội Nhân quyền Lantos công nhận là một tù nhân vì lương thức. Hòa thượng đã bị lưu đày, giam nhốt và quản chế gần như liên tục từ năm 1982. Trong dịp Tổng thống gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, mà Tổng thống đã có lần gặp họ mùa hè năm ngoái, xin Tổng thống thúc đẩy họ trả tự do tức khắc cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Chúng tôi mong cầu Tổng thống, vì Ngài là Tổng thống của chúng tôi, nói rõ cho các đối tác Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ luôn tận tâm cho tự do và nhân phẩm. Xin hãy nói với họ là chúng ta chia sẻ tín ngưỡng của Ngài Thích Quảng Độ mà Ngài đã trình bày với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Malinowski hồi tháng 8 năm 2015 và được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trích dẫn.
rằng nhân quyền tối ưu quan trọng cho xã hội và phải là sự tôn trọng hỗ tương trong pháp quyền. Chúng tôi trông đợi Tổng thống sử dụng chuyến viếng thăm kỳ này để nói lên mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và sự hậu thuẫn của chúng ta đối với những nguyên tắc khiến cho Hòa Thượng phải lâm nạn quá lâu trong sự bất công. Xin cảm ơn những nỗ lực của Tổng thống cho nhân quyền tại Việt Nam và xuyên suốt Đông Nam Á. Trân trọng, đồng ký tên, bà Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Edward J. Markey, bà dân biểu Catherine Clark, dân biểu Michael E. Capuano, dân biểu James P. McGovern, dân biểu Richard E. Neal, dân biểu Seth Moulton, dân biểu Joseph P. Kennedy III. Tiếp theo là cuộc phỏng vấn dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Michael Capuano của Đài Á Châu Tự Do về lý do viết thư chung gửi Tổng thống Obama binh vực cho Đức Tân Thống Thích Quảng Độ. Trở lại với chương trình thời sự, thưa quý thính giả, hôm 17 tháng 5 vừa qua, hai thượng nghị sĩ và 6 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đồng ký tên trong bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama yêu cầu Tổng thống can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam. Thông tín viên Ý Lan từ Paris có thêm bài chi tiết như sau. Bức thư đạt được 8 đại biểu nội danh Quốc hội Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Massachusetts đồng ký tên, bà Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Edward J. Markey, bà dân biểu Catherine Clark và các dân biểu Michael Capuano, James McGovern, Richard Neal, Seth Moulton và Joseph Kennedy Đệ Tam. Xin chào dân biểu Capuano, xin ông vui lòng cho biết vì cớ gì ông lấy sáng kiến viết thư và thu thập nhiều chữ ký gửi Tổng thống Barack Obama binh vực cho Đức Tân Thống Thích Quảng Độ và nội dung thư ấy là gì? It's come to our attention that there is an 87-year-old monk that's been in detention for a very long time and appears to us in many of the organizations. Điều khiến cho chúng tôi chú ý tới vị tăng sĩ Phật giáo 87 tuổi này là ngài bị giam cầm quá lâu theo tin tức của chúng tôi và nhiều tổ chức mà chúng tôi tin cậy cung cấp. Lý do giam giữ thuộc vấn đề tôn giáo. Việc này dĩ nhiên đối với người Mỹ chúng tôi là điều hệ trọng, phải lên tiếng tố cáo mạnh mẽ. Chúng tôi không tin rằng tôn giáo hay tín ngưỡng có thể làm lý do để bỏ tù, hay làm đối tượng mà họ gọi là quản chế tại chùa, như trường hợp của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vì thế, thư chúng tôi viết hôm nay là nỗ lực mong mỏi Tổng thống đưa vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam vào tháng 5. Xin ông cho biết vì sao tập trung vào trường hợp Đức Tân Thống Thích Quảng Độ khi viết bức thư nói trên? Well, I've always been involved in human rights and civil liberties around the world. This one came to our attention because of a constituent of mine who happens to be active in Amnesty International. Amnesty International is a group that I've worked with. Thực ra tôi luôn liên quan với nhân quyền và tự do dân sự trên thế giới. Trường hợp đặc biệt này do một thành viên của khu vực bầu cử của tôi tại Massachusetts là người hoạt động tích cực cho tổ chức Ân Xá Quốc tế, khiến tôi phải quan tâm. Ân Xá Quốc tế là nhóm tổ chức mà trước đây tôi từng cộng tác. Tôi có niềm tôn trọng lớn đối với tổ chức này. Tôi thường đồng ý với họ trên nhiều vấn đề, và tôi đã tự nguyện giúp đỡ trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ với khả năng tốt nhất của tôi. Thưa ông có tin rằng Tổng thống Obama sẽ nêu bật trường hợp này với nhà cầm quyền Việt Nam không? Ông có thể làm gì khác nữa để giúp đỡ trường hợp này? Doing the best we can. I mean, you know, like everything else, the president is a busy man with a lot of items on the agenda. This is something we're going to try to do. Chúng tôi đang tận lực với khả năng hiện có của chúng tôi, cũng giống như mọi sự khác. Tổng thống là người rất bận rộn với không biết bao nhiêu vấn đề trong chương trình nghị sự của tổng thống. Nhưng đây là điều chúng tôi cố sức làm. Bản thân tôi từng nêu lên nhiều trường hợp tương tự như các quốc gia khác, và trong quá khứ tổng thống đã thực hiện. Do đó chúng tôi cố gắng làm hết sức mình để Tổng thống đáp ứng chúng tôi trong chuyến đi sắp đến này. Cuộc phỏng vấn này sẽ được Đài Á Châu Tự Do phát về Việt Nam. Qua đài, nếu ông có điều gì muốn nói trực tiếp với chính quyền và nhân dân Việt Nam, thì ông sẽ nhắn nhủ ra sao? Thật giản dị là quan hệ giữa hai quốc gia chúng tôi là bước tiến dài. Tôi đã từng đến thăm Việt Nam. Tôi đã bỏ phiếu cho hai hiệp ước mậu dịch mà một là cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang thực hiện nhân quyền theo một đường lối nào đó.
Nếu họ đang muốn sự tiến triển này thành một quốc gia tiến bộ, thì điều mà họ phải làm là khoan dung với những tôn giáo hay tín ngưỡng khác nhau. Tôi không phải là Phật tử, tôi cũng chẳng am hiểu bao nhiêu về đạo Phật. Tuy nhiên tôi tin rằng, người dân phải được quyền cầu nguyện với Thượng Đế nào mà họ tin. Bao lâu họ không còn là mối hăm dọa cho xã hội. Tôn giáo chẳng bao giờ là mối hăm dọa cho xã hội. Tôn giáo mang lại sự cứu rỗi và an ủi cho cá nhân. Cho nên tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đang trên đường trở thành ngày càng thân hữu như hiện nay, đặc biệt với một quá khứ lịch sử sáo động, nhưng hy vọng là chúng ta có thể vứt lại các sáo động ấy sau lưng. Đơn giản là vì tôi muốn khuyến khích Việt Nam xem xét lại và trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một cử chỉ của thiện chí để báo hiệu cho nhân dân Hoa Kỳ biết rằng Việt Nam đã mở lòng và sẵn sàng bước từng bước cần thiết thực hiện quan hệ giữa chúng ta. Xin cảm ơn dân biểu Capuano cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn này. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên đài Sài Gòn Radio của ký giả Dương Phục về sự tranh chấp giữa hai ngôi chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Huyền Việt và chùa Pháp Luân của Sư Giác Đặng tại thành phố Houston. Chúng tôi xin được đề cập thẳng tới một cái vấn đề đương là một cái chúng tôi nghĩ là một nhức nhối của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặc biệt tại thành phố Houston này. Những tiếng rầm rì của Phật tử nói nhiều về cái sự gọi là rạn nứt giữa hai cái thế lực Phật giáo rất lớn trong thành phố, thành ra hai khối Phật giáo đều nói mình là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cả. Và hai chùa lớn, chùa Pháp Luân của Thượng tọa Giác Đẳng và đồng thời chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Huyền Việt gần như không có liên lạc gì với nhau nữa sau một thời gian đã từng kết hợp với nhau. Tình hình bây giờ như thế nào? Thưa giáo sư Võ Văn Ái, nhiều Phật tử bảo là cái giáo lý của Phật tử có chữ cao là từ bi hỷ xả. Quý vị có áp dụng cái chữ đó trong cái việc kết hợp không? Dạ, thưa anh Dân Phục, cái vấn đề thì giữa một cái lý thuyết cao cả của bất cứ một tôn giáo nào với cái sự xử lý của nó trong cái đời sống thường nhật thì thực sự nó có nhiều khó khăn đấy, không phải là lúc nào nó cũng dễ áp dụng. Dạ, anh nói rất đúng, có một sự rạn nứt vô cùng lớn giữa hai cái ngôi chùa rất lớn mà anh gọi là hai thế lực, là chùa Liên Hoa và chùa Pháp Luân. Nếu nhìn nó trong cái địa bàn của Houston thì quả thật nó trầm trọc đấy, và nó làm cái gì có thể nói là đối với giới Phật tử thì là một cái như bom nổ vậy đấy. Nhưng mà đối với chúng tôi nhìn cái sự mà gọi rằng là ly khai hay phân hóa đó trong cái địa bàn của toàn thể dân tộc thì thật ra nó chỉ là cái tai nạn nhỏ trên đường mà thôi. Trên xa lộ thì chúng ta chạy tha hồ, không có vấn đề gì, lâu lâu có một chiếc xe tông nhau. Cái sự mà xảy ra tại Houston nhìn trong cái địa bàn của dân tộc thì nó chỉ là một cái hai cái xe hơi nó đụng nhau trên xa lộ mà thôi. Nó không có cái nghĩa lý gì đáng để chúng ta bận tâm. Bởi vì nếu rằng nói rằng có hai thế lực thì quả thực hiện tại phải nói là có một thế lực gọi là giáo hội quốc doanh. Nó bao gồm đến 40.000 tăng ni và nó có đến mấy chục nghìn cái ngôi chùa. Nhưng mà trong sự thật của Việt Nam thì thưa với anh Dân Phục và quý vị thính giả, rất đông những cái vị sư, những vị ni mà người bị người ta gán cho cái chữ quốc doanh đó thì trong lòng họ thì họ cũng chả có tha thiết gì với cái quốc doanh của cái đảng Cộng sản hết. Chẳng qua nếu họ không đi theo cái đường lối nhà nước thì họ sẽ bị giết, họ sẽ bị cầm tù, họ sẽ cấm hành đạo, vụ cái lòng gọi là giả dại qua sông. Thế 40.000 nhưng mà đâu có phải là 40 người nghề đều đi theo Cộng sản hết đâu, chẳng qua là bị bó buộc. Còn một cái thế lực kia, nó không phải là thế lực mà nó là một cái giáo hội truyền thống có lịch sử từ 2.000 năm, bởi vì cái giáo hội chúng tôi nó với cái chức tăng thống ở đời đinh như vậy đã 11 thế kỷ rồi. Thì bây giờ cái giáo hội đó nó truyền thừa tới ngày hôm nay giữa cái sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Thì hôm qua tôi cũng có nói chuyện với một cái vị người công giáo đến rồi cũng có nói chuyện với chúng tôi tâm tình về cái vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì tôi cũng có trình như vậy. Thì cũng bảo rằng là hiện nay có hai thế lực,
Bây giờ phải làm sao cho người ta biết là ai chính ai ta, thì tôi có thưa với họ rằng hiện nay thì đang có một cái vụ kiện là bởi vì quả thực là sư Giác Đản có vấn đề là thâm lạm về vấn đề tài chính mà không có công khai minh bạch, bán một ngôi chùa của giáo hội mà bán lén, không có hỏi thỉnh lý Đức Tăng Thống và không cho giáo hội biết, thì bây giờ chỉ có pháp lý Hoa Kỳ mới có thể phân định được, thì chúng tôi đang chờ cái vụ kiện đó mà hiện tại chúng tôi chưa có thể nói nó sẽ như thế nào, chúng ta sẽ thấy chính và tà như thế nào sau khi cái vụ kiện kết thúc. Cái điều thứ hai đó thì các vị dù nói gì đi nữa thì tôi không hiểu vì sao mà có một số người như người bạn công giáo nói chuyện với tôi hôm qua thì cứ bảo rằng có hai cái thế lực. Tôi nói làm gì mà có hai thế lực. Ví dụ như tôi nói để cho cái vị công giáo đó hiểu rằng ví dụ như bây giờ Đức Giáo Hoàng rút phép thông công của một vị linh mục thì chúng tôi có gọi đó là hai thế lực công giáo không? Chúng tôi vẫn xem rằng giáo triều La Mã là cái giáo hội chính thống và cái vị linh mục mà bị rút phép thông công là không có giá trị như một cái giáo hội. Thành khi gọi rằng cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có hai thế lực, một bên là Giác Đản, bên Huyền Việt, thì cái đó là tôi cho là cái quan điểm hết sức sai lầm. Nó chỉ là một cái sự ly khai, là bởi vì sự thực thì Đức Tăng Thống và giáo hội chính thống, giáo hội lịch sử có đuổi ông Giác Đản ra khỏi giáo hội đâu. Ông ấy làm đơn, ông xin ngày 4 tháng 8 năm 2015, ông ấy xin từ chức. Ngày 8 tháng 8, Đức Tăng Thống chấp nhận sự từ chức. Trong cái bức thư từ chức, sư Giác Đản bảo rằng xin kính Đức Tăng Thống cho con được từ chức và xin cử một vị sư đến trong vòng 3 tháng để con xin giao lại sổ sách tài chính. Nhưng mà ông không làm mà ông ra ông lại chiếm danh cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ông hoạt động. Rồi ông đưa một cái ông không phải là Phật tử, không phải là thành viên, là cái ông luật sư Stephen Deal. Rồi ông lập cái tổ chức mà đăng bạ tại Texas, là chính chúng tôi nằm trong cái nỗ lực đăng bạ đó, bởi vì Đức Tăng Thống bày lại rằng muốn mua một cái ngôi chùa phải đăng bạ pháp lý để cái ngôi chùa đó là của giáo hội, trong về của ai. Nhưng mà rút cuộc lại thì ông Giác Đản cũng đi theo chúng tôi làm những việc đăng bạ như vậy, mà rút cuộc thì ông lại bán cái ngôi chùa như chùa đó là của ông. Và trong cái hội đồng quản trị trước kia có 3 người và trong đó có chị Lan là một trong 3 người. Bây giờ không còn người nào cả, người độc nhất, tôi chưa thấy một cái hội đoàn nào trên thế giới, vì chỉ có một ông chủ tịch thôi, không có ai hết cả. Thì những cái việc như vậy, tức là có một người, người đó tên là ông Giác Đản, ly khai phản bội lại giáo hội truyền thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có một lịch sử 2000 năm. Thì không thể nói rằng có hai thế lực. Nếu có nói rằng hai ngôi chùa trước kia vui vẻ với nhau, bây giờ không vui vẻ với nhau thì cái đó là chưa đúng. Và nó có thể là một cái chuyện làm cho đồng bào chúng ta, người đồng hương ở Hữu Sơn cũng không vui lòng lắm, bởi người Việt không có vui vẻ với nhau, thì cái đó là tôi xin thực là đúng. Nhưng mà không thể nhìn một cái người bị rút phép thông công mà xem họ như là một cái giáo phái, xem họ như là một cái giáo hội được. Đó chỉ là một cá nhân, và cá nhân của Giác Đản mà thôi, chứ không có gì khác hơn hết. Thì đấy là cái ý kiến của chúng tôi, mà không phải là ý kiến cá nhân đâu. Tôi nói trong cái tư cách của một người phát ngôn nhân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và chúng tôi có một Đức Tăng Thống để từ khi hình thành cái danh xưng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 tại Sài Gòn cho tới nay là có 5 đời Tăng Thống. Còn ông Giác Đản, ông có phục vụ ông Tăng Thống nào đâu. Bây giờ Đức Tăng Thống đang bị hãm hại bên nhà đấy. Một cái là tòa đại sứ Úc muốn đến gặp ngài, ngài triệu tập và viện trưởng viện hóa đạo vào để mà phụ tá ngài thì bị công an chặn bắt hết cả. Thì tôi thấy là sư Giác Đản có lên tiếng, có bên vực cái gì đâu. Bây giờ ông ấy chỉ lo làm những cái chuyện để mà gây cái uy tín cho ông và để mà đánh mù người ta về cái chuyện biển lận về tài chính và mạo danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nếu sư Giác Đản mà đứng ra lập một cái giáo hội gì đó, chúng tôi không có dám đụng đến, bởi vì ngài có toàn quyền để làm việc đó. Nhưng mà đã xin từ chức rồi, không giao sổ sách, rồi biển lận tài chính, mà bây giờ lại bảo rằng dùng cái danh xưng của giáo hội, thì tôi thấy cái việc đó nó có cái gì có thể nói cái chữ là kỳ cục. Giáo sư ấy có nói là giáo sư cũng đã từng tuyên bố những cái việc này với tư cách là phát ngôn viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và giáo sư ấy cũng là người phụ trách phòng thông tin ở bên Paris. Thì cũng có nhiều người nói rằng giáo sư phụ trách, đặc trách là phát ngôn viên, đặc trách với tư cách là người
ở trong ngành truyền thông của giáo hội, nhưng mà giáo sư ấy thường là có một cái dùng chữ như thế nào thì thế lực trong đúc ảnh hưởng rất là lớn đối với lại Hòa Thượng Thích Cảng Độ ở trong nước. Đôi khi là có những cái người nào hay là có một cơ quan nào muốn liên lạc với Hòa Thượng Thích Quảng Độ thường là phải qua cái đường của giáo sư Võ Văn Ái, cái điều đó có đúng không? Dạ, điều đó thì thật ra thì tôi cũng không cần thiết phải biện minh, bởi vì đó là cái điều nó không có trong cái thực tế. Nhưng mà để nói cho rõ thì đến nỗi mà những cái người mà đi theo phục vụ cho sư Giác Đẳng thì bảo rằng họ đâu còn nói đến xa hơn anh Dân Phục nữa, là bảo rằng bất cứ ai mà muốn điện thoại với Đức Tăng Thống thì phải có sự đồng ý của tôi, giao máy thì ngài mới nói được. Mà tôi ở Paris tôi không biết là làm sao mà tôi có một cái cánh tay mà nó dài đến mấy chục nghìn cái số để giữ cái điện thoại. Mà ai tôi không muốn cho ngài nói thì tôi đưa cái điện thoại, mà ai không muốn thì tôi không đưa điện thoại. Bởi vì họ nói như vậy thì tôi thấy đó là một cái sự vô cùng vô lễ của một người Việt Nam bình thường, chứ đừng nói là một người Phật tử, đối với một vị tăng thống gọi là lãnh đạo cao cả của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Như vậy là khinh thường một vị lãnh đạo mà nó tệ đến cái độ mà phải do một cư sĩ có thể ảnh hưởng sao? Tôi thì chỉ có cố vấn ngài, cho ngài hỏi cái gì thì chúng tôi biết thì thưa, không biết thì không thôi. Ngoài ra thì tôi chỉ thừa hành cái việc là nếu có những cái tin tức, những cái thông báo, những cái lập trường mà ngài nói ra thông qua những cái văn kiện của Viện Tăng Thống hoặc là Viện Hóa Đạo thì chúng tôi có bổn phận làm thông cáo báo chí gửi đi. Nói tóm lại, cái vai trò của tôi chỉ là một vai trò thừa hành. Dù rằng tôi có cái chức vụ gọi là tổng vụ trưởng tổng vụ truyền thông ở trong Viện Hóa Đạo trong nước, không phải ở ngoài này, thì cái nhiệm vụ của cái phòng giống như cái phòng thông tin quốc gia của chúng ta ở Việt Nam thôi. Bây giờ bảo cái phòng thông tin mà nó đã ảnh hưởng không cho ông Nguyễn Văn Thiệu nói chuyện với các tổng thống các nước thì cái đó là cái việc nghe nó buồn cười quá, làm sao mà có cái sự đó được. Thì nếu mà họ nói thì họ cứ chứng minh đi, nhưng mà bản thân tôi thì tôi biết rằng cho tới ngày hôm nay thì đã 8 lần sư Giác Đẳng gửi những phái đoàn của ông, trong đó kể cả cô Ngọc Hân là cái người mà giữ tiền bạc của sư Giác Đẳng đó, đã về tới gặp Đức Tăng Thống. 6 phái đoàn về gặp, và sư Giác Đẳng cũng, tôi đưa số điện thoại riêng của ngài thì sư Giác Đẳng cũng đã điện thoại bao nhiêu lần, và rất nhiều người về thăm ngài hoặc là điện thoại, thì cái chuyện đó không phải Phật tử nào mà không biết hết cả. Mà tự nhiên là chụp mũ như vậy thì tôi chẳng qua là tôi nghĩ rằng người ta chỉ thi hành một cái việc gọi là muốn giết vua thì phải chặt đầu các tướng trước, và bây giờ động đến Đức Tăng Thống thì sợ lắm. Đến như bây giờ ông sư Giác Đẳng ông bất khâm tuân Đức Tăng Thống, nhưng mà những người theo ông cứ mở miệng ra là chúng con luôn luôn khâm tuân và tôn kính ngài Tăng Thống. Đấy. Nhưng mà họ có khâm tuân cái gì đâu, thành ra bây giờ họ phải làm những cái việc như vậy để chứng tỏ rằng có một con dê tế thần. Con dê tế thần đó là cái người mà theo cái mà người Phật tử hay gọi là bần đạo này, là cái người mà bần hàn như tôi đây mà có cái sức mạnh gì mà có thể ảnh hưởng đến ngài. Chính ngài nghĩa là nhờ chúng tôi làm cái việc truyền thông quốc tế thế thôi, chứ không có cái gì to tát hơn đâu. Nhưng mà người ta muốn xé to như vậy chẳng qua chỉ để mà đánh, tập trung đánh vào Đức Tăng Thống, nhưng người ta không dám đánh thẳng. Bằng cớ là cho bây giờ đến khi mà ly khai xin từ chức mà vẫn tiếm danh cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, dùng cái chữ tiếng Anh dịch ra là UBCE, tức là Unified Buddhist of Việt Nam, thì điều đó chứng tỏ rằng cái uy tín của Đức Tăng Thống rất lớn, họ không dám động vào. Còn tôi chỉ là một cái người học trò tầm thường sống ở Paris thì họ tha hồ họ đánh thôi, chứ có gì đâu. Chứ còn cái sự ảnh hưởng thì tôi nghĩ trong thực tế đa số Phật tử đều biết rõ cái điều đó, chỉ có họ dùng cái sự âm mưu và tuyên truyền để mà bôi nhọ, cũng như là tôi đã từng được tất cả các báo cộng sản viết mấy trăm bài cũng bôi nhọ theo cái kiểu đó. Thì cái việc đó, thưa anh Dương Phục, sống trong cái cuộc tranh chấp chính trị hiện nay, chúng ta thấy đó là cái việc rất tầm thường và nó chỉ có tính chất tuyên truyền mà thôi, và nó không có cái lý do gì thực tế ở trong cái thực tại của Việt Nam và thực tại Phật giáo. Vâng, quý khán giả vẫn đang nghe lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ Paris, Pháp Quốc, đường có mặt ở thành phố Houston của chúng ta, để tham dự đại lễ Phật đản tại chùa Liên Hoa và đồng thời ra mắt
hai cuốn sách Nguyễn Trãi, Sinh Thức và Hành Động và Gọi Thầm Giữa Paris. Giáo sư ấy cũng như chị Lan cũng là một nhân vật rất là năng nổ ở tại Âu Châu, thường xuyên đi tới Geneva và cũng như là phát biểu rất là nhiều, tham dự nhiều cái hội nghị về vấn đề nhân quyền. Và đây là một cái vấn đề lớn, thưa chị Ý Lan cũng như là giáo sư ấy, đúng vào cái dịp này ông Obama chỉ tuần tới thôi, ông đã đến Việt Nam, và ở Việt Nam bây giờ đương có vận động giáo diết để ông đặt cái vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam, để có bất cứ những cái trao đổi nào mà người ta nghe nói là Cộng sản Việt Nam đương đòi hỏi yêu cầu là Mỹ phải giải tỏa cái lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương, và đôi bên nó đừng có đi rồi trao đổi, và có thể xảy ra trong tuần tới trong chuyến đi của ông Obama. Thành thử cái chữ gọi thầm giữa Paris bây giờ là phải gọi ầm về vấn đề nhân quyền, phải không giáo sư ấy? Dạ, sư anh nói rất đúng, bởi vì cái 58 bài tập ghi trong gọi thầm đó là cái giai đoạn mà người Việt chúng ta chỉ biết khóc thầm, nói thầm mà thôi, chứ không biết nói với ai bây giờ. Ra ngoại quốc thì không có ngoại ngữ để mà có thể nói, và nói thì báo chí Tây Phương cũng không giúp mình. Thành ra cứ ngồi mà gọi thầm thôi. Tại bây giờ thì anh nói là rất đúng, có lẽ là cái giai đoạn mà chúng ta phải viết một cuốn sách khác là gọi âm, chứ không còn gọi thầm nữa. Và quả thực thì tôi thấy đồng bào ở Hoa Kỳ cũng như khắp các nơi cũng đã gọi ầm rất nhiều trong những năm vừa qua, và cái cuộc chiến đấu của chúng ta đã có một kết quả rất lớn. Bằng cớ là bây giờ biết bao nhiêu là đồng bào đã dám xuống đường một cách bất tuân dân sự và không có sợ hãi nữa, thì quả thực là bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chẳng những là gọi ầm mà còn phải đánh lớn nữa, nghĩa là phải có một hành động lớn để mà thay đổi cái lịch sử. Thì tôi thấy cái việc đưa Tổng thống Obama kỳ này sang Việt Nam hết sức quan trọng. Đức Tăng Thống Quảng Độ cũng đã có viết một bức thư cho ngài, và chúng tôi đã chuyển đến tận tay của Tổng thống Obama. Và cái thông tin về cái bức thư này thì tờ Washington Post cũng đã được đăng lên rồi, và cũng được gây được cái dư luận rất là lớn. Chúng tôi mong mỏi rằng trong cái cuộc gặp gỡ này và cuộc thăm viếng này nó thay chiều. Cho bây giờ thì Hoa Kỳ đã xoay trục về Á Châu, thế vì chúng tôi mong mỏi kỳ này nó sẽ là xoay trục cho Việt Nam. Đấy là cái điều chúng tôi tha thiết mong mỏi. Chị Ý Lan, theo chỗ chúng tôi biết, chị là đặc phái viên của Đài Á Châu Tự Do, mà chúng tôi đã nghe Đài Á Châu Tự Do đã phát thanh rất là nhiều những cái bản tường trình của chị về vấn đề Việt Nam, và đặc biệt là những cuộc phỏng vấn riêng của chị đối với Hòa Thượng Quảng Độ. Thế thì kỳ này khi mà ông Tổng thống Obama sang Việt Nam thì liệu chị có cái bài phóng sự hay là có cái tường trình gì về cái vụ này không ạ? Dạ, chắc chắn là Đài Á Châu Tự Do sẽ tập trung rất là nhiều. Ý Lan chỉ là một phóng viên ở xa, nhưng mà Ý Lan sẽ có một cái cuộc phỏng vấn với một số thượng nghị sĩ và dân biểu ở Massachusetts, Boston. Họ có viết một cái thư cho ông Obama yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Thích Quảng Độ. Thì họ viết một cái thư hết sức là dễ thương và rất là mạnh mẽ. Và Ý Lan đã phỏng vấn họ và sẽ phát trên đài trong một hai ngày sắp tới. Nhưng mà Ý Lan thấy cái đó là những cái nỗ lực rất là quan trọng, là bởi vì Ý Lan nhớ rằng cái ông Sakharov hồi xưa nhà ly khai Nga thì nói rằng muốn trả tự do cho ai thì phải nêu lên cái tên của cái người đó đó. Thành ra nêu lên cái tên của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là một người, có thể là trong cái thư họ cũng nói rằng cái người tù dân chính trị là bị giam lâu nhất ở Việt Nam. Họ cũng so sánh với khi ông Phan Thư Chi của Miên Điện, thì đang nghĩ rằng mình nếu tên từng người, ngài Quảng Độ là một, chính ngài Quảng Độ là đã nói trong cái thư về Obama mà anh ấy đã nhắc đến, thì ngài Quảng Độ không có đòi hỏi phải trả tự do cho ngài, nhưng mà ngài kêu gọi cho người khác. Nhưng mà thật sự là đây là cũng một cái trường hợp là nếu mà Obama đã về Việt Nam, sẽ đi Hà Nội, sẽ đi Sài Gòn, thì đang rất là hy vọng rằng những cái tiếng gọi để trả tự do cho ông Obama cũng sẽ nêu lên là tiếp dẫn những người có với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật Giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.
nam mô